rau này, nếu nhà nào dùng rau thì cũng đỡ hơn, nhưng mà không thể kiểm soát được, có những con sâu, con bọ, con giun nó vào thì mình lại không có thuốc thì là ăn vào cho cơ thể vẫn bị. Thì đây là những độc tố hàng ngày, ví dụ như hít này, khói bụi này, hoặc là xe này, dầu xe như này, các không khí này ô nhiễm nhà, ô nhiễm từ những nhà, những môi trường này, công trình xây dựng, hay là mình ăn uống hàng ngày không thể kiểm soát được. Có những con gà, con lợn nuôi 3-4 tháng chưa hết cám là tăng trọng, là mình giết mổ mình ăn vào thì mình cũng bị như này, và tích lũy dần dần là bị ung thư nếu mà không đào thải được. Cơ thể mình nó như là cái cống, cái vòi nước ấy, nó tắc ở đâu thì là nước nó sẽ không chạy được ở đấy, đúng không ạ? Thì cơ thể mình cũng vậy, đen như này, nó rất là đen luôn, rất là nhiều bên trong cơ thể cũng thế như vậy. Đấy, như hàng ngày các cô các chú đào thải bằng nước lọc ấy, tí em sẽ đây, ví dụ như hàng ngày mình chỉ uống nước lọc không thôi ạ, uống nước lọc không như này thì nó cũng bảo đào thải nhưng không thể hết được. Ngày các cô cứ bỏ uống nước vào để cho nó đỡ đấy, nó không thể đào thải được hết, nó vẫn bị đen, đúng không ạ? Đấy, vẫn đào thải do nước, cũng đào thải nhưng mà hết rồi. Uống này, uống xong thì lại độc tố lại cứ vào, sau mình ăn mình cũng thể kiểm soát được, mình cũng nhịn được mãi đâu, đúng không ạ? Mình vẫn phải ăn, vẫn phải để cho 3 lần, ví dụ như là đấy, ăn một lần vài lần nó vào người, có thể mình cũng uống nước này thì nó cũng đào thải, nhưng nó không để đào thải được nhiều, và nó cấm vào cơ thể rồi và tiếp tục, và không ăn cũng chết. Có người bạn ăn cũng chết thì đây là có những biện pháp mà mình nhấn vào nó độc hại hơn. Thì các cô chú muốn tìm những sản phẩm nào để nó đào thải và detox cái cơ thể, cho cơ thể mình sạch hết, thì nó sẽ không ngấm được những cái bệnh, ví dụ cô đang bị đau ở chân, cô đang bị đau ở tay, để mình đào thải hàng ngày. Bây giờ mình uống cần tây xem nó đào thải như thế nào. Đấy, buổi sáng mình uống cần tây này. Đây là cái, đây vừa rồi là dặn cho thêm cồn rồi, cồn luôn này. Không sợ đâu, bố mình uống ở ngoài. Chỉ một lần thôi nhưng một cạn nó sáng hơn rồi, như cái nước này nó không đen bằng, đúng không ạ? Nó vẫn màu xanh hơn ạ. Và lần thứ hai mình uống cần tây ạ. Ngoài nó đang rất hiếm rồi, cho đầu con cho nó cần. Đây, hột gạo sáng lên rồi, đúng không ạ? Cái nước nó không bị đen như kia luôn. Một lúc nữa là nó, cái này nó trong hết. Đây các cô thì đào thải lần thứ hai mà nước nọc bình thường hai lần mà nó cũng đen xì. Đây là lần thứ hai nhưng nước nó vẫn xanh hơn, đúng không ạ? Hột gạo nó trắng hơn, đúng không ạ? Trong hơn ạ. Đấy, cơ thể mình cũng vậy luôn ạ. Nên là tại sao chồng cháu bị sỏi tiết niệu 4mm rồi mà nó đào thải được ra ấy. Cháu bị nhân xơ của tử cung nó cũng đi hết ấy. Và cháu có giấy của bác sĩ ho, không phải là ấy đâu ạ. Không phải là ai cũng, đây không phải là thuốc, nhưng mà không phải là ai cũng ấy. Cái này 3 lần mà cái này chỉ 2 lần. Mà đây là hai cái cốc nước mà đào thải ra thì cái cốc nước này phân đen, một cốc nước này xanh hơn, đúng không ạ? Đấy, có tuyệt vời không ạ? Đây là thứ 3, cũng như nước nọc. Lần này chắc là trắng hết luôn. Đấy, muốn cơ thể khỏe mạnh thì các cô nước thì rất là trong luôn. Và cháu đào thải độc tố dần dần ra đấy các chị ạ. Khi mình uống tinh chất F thì đào thải độc tố.
Và cái cốc nước này nhá, nó bị đen này nhưng cái này nó dung hòa được tất cả độc tố của các cô trong cơ thể. Và đây cho đổ cái nước vào đây thì nó cũng trong luôn cả cái cốc nước này. Đấy, nó dung hòa được tất cả các độc tố trong cơ thể mình. Cho nên tuyệt vời các cô. Đấy là sản phẩm tuyệt vời. Thì cơ thể mình cũng vậy ạ. Đào thải rất là tốt, chỉ là một cái rau cần thơi bình thường thôi mà nó lại đào thải tuyệt vời như vậy. Và đến bây giờ cháu sẽ thí nghiệm một cái sản phẩm nữa và chút nữa cháu sẽ tặng các ai bị đau xương khớp, cháu sẽ tặng quà cho mọi người. Thì đây là cái sản phẩm thơm đỏ đây ạ. Và sáng các cô ngủ dậy đó, sáng các cô ngủ dậy các cô thấy cơ thể của cô rất là thoải mái mà rất là khỏe luôn ạ. Cơ thể các cô đang bây giờ rẻ quá, mua mình lại kinh doanh sản phẩm quá tốt mà rẻ này, mà cái này bây giờ không có. Vâng, bây giờ thì chờ đi nhá. Cháu đang tìm đổ mồ hôi toát ra toàn mùi thơm mới ưng đó. Vâng, đây là thông mà 100% là tinh dầu thông đỏ luôn. Mấy này xâm hồng linh em kết hợp. Ở ngoài thị trường chỉ có thông chỉ có thông tinh dầu thông đỏ thôi, còn không có kết hợp với xâm hồng linh đâu. Cháu là đi bên gia sang Hàn Quốc là cháu mua hơn 2 triệu một hộp này về cho bố mẹ cháu uống. Mà bây giờ rẻ quá, mua ở mình lại kinh doanh cái sản phẩm quá tốt mà rẻ này quá. Bây giờ mới có. Vâng, bây giờ mới có. Đây các cô ạ, các cô biết đây là cái gì ạ? Cục xốp đúng không ạ? Cục xốp các cô ăn này còn lâu nó tan nhá. Còn lâu nó tan. Đấy các cô sờ nó có tan được không ạ? Tan được không ạ? Thì đây cháu thả vào đây lúc nữa nó sẽ nó tan hết. Tan được không ạ? Thì đây cháu thả vào đây lúc nữa nó sẽ nó tan hết. Nó mềm nó cháu thả hẳn 3 cục luôn ạ. Thế này vào hôm nếu mà các chị mệt mỏi đấy, các chị mệt mỏi các chị uống 1 viên 2 viên vào đấy là hôm sau các chị cảm sốt này là sốt mà thế nhưng mà cái khỏe mạnh mà cô đây là cái đâu cái đâu sốt đây 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 là đây, một cục sốt nha cô nhé, cháu thả vào đây nha, tí nữa nó sốt thì có tan bao giờ đâu nhỉ. Vâng, không thể tan được, tan phải xăng mới tan luôn, không tan. Chị Thanh Hạnh, nhưng cái này Huyền tí nữa nó hết nhé, vì nó khôi phục sức khỏe sau tai biến cực kỳ tốt. Các cô nhìn này này, cái quyền ai bị này đau đầu này, tan hết mỏi cổ vai gáy này, ai bị thoát vị đế đệm này, đau tê bì tay chân đấy ạ. Khi các cô uống một cái viên này vào thì buổi sáng các cô ngủ dậy cô có thể bị ngủ dậy luôn rất là dễ dàng luôn, mà ngủ đêm rất là sâu giấc luôn, và nó sẽ giúp cho các cô ấy nó gọi là nó thông hết thành các mạch máu ở trong cái não bộ, thông hết xuống như là một cháu ví dụ như là cơ thể mình như là một cái đường cống ấy, khi các cô bị tắc ở chỗ nào thì nhà các cô có phải thông đi không ạ? Phải thông đi, nhưng khi trong cơ thể các cô bị tắc ở chỗ nào thì nó sẽ làm đau hết cơ thể các cô, tầm đó đó là cái thành phần ở bên trên nó tắc ở đó thì các cô sẽ bị tắc ở đó, thì tay chân cũng rất là tốt luôn mà. Cháu như này thôi, để cháu cắt lời chị Hương, cô đi kiểm tra ngày hôm nay, cô đừng uống uống cả tận tay cả cái hợp này, cháu mang giấy kiểm tra đi kiểm tra ngay hôm nay, hoặc là có thể là trong vòng 2 tháng cô kiểm tra uống đầy đủ xong cô đi kiểm tra lại biết ngay là kết quả xuống hay không xuống, cô tự đi kiểm tra không phải bọn cháu thôi. Để cháu cái cô ơi, cả nhà nhìn này, cháu cho một ít bảo là nếu mà cái sản phẩm nó hốt như thế, cái sốt này nó tan được vào trong cơ thể, nó hủy hoại trong cơ thể đúng không ạ? Có người nói thế đúng không cô? Thì cháu hỏi này, cái hình thành trong cơ thể mình nó hình thành rất là hay, vì cái thơm đỏ này nó đốt cháy được cái sốt này ở ngoài, không thể là cái nào đốt cháy được sốt này băn mãi nó không thể mềm được, và cho ở trong này nó tan hết đi. Nó hay là như này, cái tinh dầu thơm đỏ vào cơ thể mình nó sẽ hủy hoại những cái phần xấu, cái mỡ xấu trong cơ thể mình, mỡ cục, cái máu bị tắc, cái máu bị đông tắc vào, không phải là nó vào cái chỗ máu tốt nhá, máu tốt thì nó vẫn giữ được. Và cái hết tuyệt vời không? Nó hết rồi, cứ nó cứ ở lên, cháu uống ở lên, và bản thân mẹ cháu hôm rồi cháu đưa khám mẹ chồng cháu là bị sỏi, nếu mà bác sĩ bảo nếu mà không đi mổ là sẽ bị hỏng mất một quả thận. Nhưng mà bà bảo quyết định bà không đi mổ, bà chỉ uống cái này và cái cần tây, trong vòng 1 tháng sau cháu sẽ đi kiểm tra và có kết quả cho mọi người luôn. Vì là cô mua cô nhìn cháu thực tế, cháu làm cái gì phải thực tế hết, không phải là làm mình chỉ làm mình bán một lần.
phải về lâu về dài sản phẩm công ty ra ra ngoài thị trường 3 năm đến bây giờ 1 tháng mới nhà phân phối tiêu thụ rất là nhiều sản phẩm, không phải là mấy nghìn sản phẩm, mất trong nghìn sản phẩm. Cho cô chốt lại hai cái thí nghiệm này đi. Vâng, để cho mọi người hiểu. Thì là cái thí nghiệm thứ nhất các chị ạ, cái thí nghiệm thứ nhất thì là muốn chứng tỏ rằng là cái tinh chất nước ép cần tây này nó đào thải độc tố rất là tốt. Đấy, thì từ cái gạo lúc đầu mà bị nhiễm độc tố đấy, hoặc là cơ thể mình nhiễm độc tố đấy, thì là khi uống cái này vào và nó đào thải độc tố ra và gạo trở về trắng ban đầu, thì muốn nói rằng là cái tinh chất ép cần tây đào thải độc tố rất tốt. Thế còn cái thí nghiệm của cháu này này, thì muốn nói rằng là cái sản phẩm tinh dầu không đỏ này, nó khi mình uống vào trong cơ thể nó đánh tan các cái xơ vữa động mạch đấy, cái xơ đấy, cái chất xơ mà nó tạo là nó làm cho cái đường máu của mình bị tắc nghẽn, không lưu thông lên được đấy, thì nó đánh tan những cái mảng xơ vữa là một, nó đánh tan những cái máu cục là hai, và nó đánh tan những cái mỡ cục là ba. Và những cái mỡ cục, máu cục và những cái xơ vữa đấy chính là cái nguyên nhân mà làm cho máu của mình không lưu thông lên được. Và không lưu thông lên được như vậy thì nó làm cho huyết áp của mình tăng lên. Và khi tăng lên như vậy thì nó sẽ gây ra tai biến và đột quỵ. Đấy, rất là nguy hiểm. Và hiện nay là cái bệnh đột quỵ nó đã trẻ hóa, tức là trẻ con cũng bị. Và từ cái tầm 40 tuổi trở lên là bị rất là nhiều. Và không, cũng chẳng nói đâu xa, ngay trong xã mình đấy các chị vừa biết rồi. Vừa biết rồi mấy trường hợp, rất là nhiều trường hợp bị tai biến. Và trẻ nhất ví dụ như là cháu không nhà em, con nhà chị Thanh này, trẻ hóa rất là đáng tiếc. Và cái nguyên nhân của cháu cũng là do là cháu máu cháu bị bệnh, cháu không thanh lọc cơ thể, máu cháu bị bệnh, và dẫn đến là cái máu từ tim lên não cháu là kém đấy, từ tim cái bệnh này của cháu là tim nên máu kém, thế cho nên là cháu bị tai biến. Con nhà gọi cô mà người ruột thì cháu bị tai biến rất là đáng tiếc, không làm sao được. Giá như cháu uống những cái sản phẩm như thế này để cháu đào thải độc tố ra và làm cho máu cháu sạch thì có khi là cháu sẽ không bị. Đấy. Đây là em chia sẻ rất là tan hết mỡ, chia sẻ từ lòng từ tâm em luôn, từ trái tim em luôn ạ. Và em trải nghiệm sản phẩm như thế nào, tất cả các cháu này nó trải nghiệm sản phẩm và nó đã có những cái kết quả cực kỳ tốt cho sức khỏe. Cho nên là cực kỳ như vậy mà các cháu nó đã tham gia kinh doanh cái sản phẩm cần tây và các sản phẩm này để làm sao để giúp mọi người cũng giống như mình, cũng được như mình gặp được một cái sản phẩm tốt như thế này để cải thiện sức khỏe của mình, để khỏi được những cái bệnh mà người ta đau đớn bao nhiêu năm nay mà người ta khỏi được giống như mình. Thì chúng em thực sự cảm thấy cô cháu chị em thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì là mà cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất là các chị nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là chị đến tổng bệnh viện các bây giờ các chị có tiền mất tiền triệu rồi, trong khi các chị chỉ mất vài trăm cái này thôi, các chị không phải đau đớn, không phải mang bệnh vào người và không phải lên bệnh viện, không phải mua cái giường bệnh rất là đắt tiền. Thì cái này thì cô cháu thì mình chia sẻ thật là thực tế, lòng rất là từ cái tâm, từ trái tim của chúng em. Thì cái hàng này thực sự là sản phẩm tốt rồi, sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm rất là tốt, do hai vợ chồng bác sĩ Diễu Hằng rất là giàu hạnh và nghiên cứu bao năm và đã sản xuất ra những cái sản phẩm này dành cho người Việt. Thì các chị cứ hoàn toàn yên tâm sử dụng. Và đây là bộ đôi của sản phẩm uống bên trong này. Cái này thì nó có thể tống những, nó tìm những cái bệnh của mình bị tắc nghẽn ở bên trong, bên sâu mà dao kéo không thể nào làm được, không thể phẫu thuật được, thì cái này nó sẽ làm thông tất cả những cái phần máu cục máu hòn đấy và những cái bị tắc. Còn cái này nó đào thải, nó tống ra bên ngoài, uống để mình tống ra ngoài. Còn cái xương khớp bôi bên ngoài, cái này nó giúp xương khớp của mình rất là tốt, về trong thành phần này có collagen để nó giữ cho mình, nó làm chắc những phần cơ, phần xương của mình và móng và tóc của mình rất là tốt. Và cái này thì bôi bên ngoài thôi ạ. Đây là bộ ba của sản phẩm rất là tuyệt vời, nếu gia đình nên có ở trong nhà lúc nào phòng, nhất là cháu ấy dở dời cái đau đầu hay đau đầu này hay luôn, đúng rồi, phát lên không phát lên đến chính phủ không phát lúc này uống, không phát lúc uống, cấm cứ để quanh mình ngày uống 2 lít nước trong vòng nọ về xoa không cây cái này 330.000 thôi ạ, nhưng cái này 200 300
uống tí nữa nó ở lên đầu, nó rất là trong đúng không? Thoải mái không đầu. Được. Uống cái nước này. Bây giờ hôm nay hoặc là tóm như là
trước khi uống cái này kiểm tra giấy cho cháu nhá, vì nhà cháu mang cả nhà cháu, bố mẹ cháu, cả bản thân cháu đi kiểm tra trước khi uống. Và trong vòng 2 tháng cô kiểm tra uống đầy đủ xong cô đi kiểm tra lại, biết nghe là kết quả xuống hay không xuống. Cô tự đi kiểm tra, không phải vợ cháu đưa bác sĩ đến đây kiểm tra. Cô ngay bây giờ là cô đang máu mỡ men gan rất mạnh tăng. Các cô ở nhà nhìn này, cái cháu cho một ít thôi vào cái này nó nõm hết rồi, sốt này. Có người bảo là nếu cái sản phẩm nó hút như thế, cái sốt này nó tan được vào trong cơ thể, nó hủy hoại trong cơ thể, đúng không ạ? Có người nói thế đúng không cô? Thì cháu hỏi này, cái hình thành trong cơ thể mình nó hình thành rất là hay, vì cái thông đỏ này nó đốt cháy được cái sốt này ở ngoài, không thể là cái nào đốt cháy được sốt này văn mãi nó không thể mềm được, và trong ở trong này nó tan hết đi. Nó hay là như này, cái tinh dầu thông đỏ vào cơ thể mình nó sẽ hủy hoại những cái phần xấu, cái mỡ xấu trong cơ thể mình cục, và cái mỡ cục và cái máu bị tắc, cái máu bị đông tắc vào, không phải là nó vào cái chỗ máu tốt nhá, máu tốt thì nó vẫn giữ được. Và cái này tan để cô này, cái sốt này mấy tí ấy, hết rồi này, cái này tuyệt vời không? Nó thế nó có ở lên mùi nó có cháu uống nữa ở lên. Và bản thân mẹ cháu hôm vừa rồi cháu đưa khám, mẹ chồng cháu là bị sỏi, nếu mà bác sĩ bảo nếu mà không đi mổ là sẽ bị hỏng mất một quả thận, nhưng mà bà bảo quyết định bà không đi mổ, bà chỉ uống cái này và cái cần tây, trong vòng 1 tháng sau cháu sẽ đi kiểm tra và có kết quả cho mọi người luôn. Vì là cô mua cô cháu thực tế, cháu làm cái gì phải thực tế hết, không phải là làm mình chỉ làm mình bán một lần. À, phải về lâu về dài sản phẩm công ty ra ngoài thị trường 3 năm đến bây giờ 1 tháng mới nhà phân phối tiêu thụ rất là nhiều sản phẩm, không phải là mấy nghìn sản phẩm, mất trong nghìn sản phẩm. Cho cô chốt lại hai cái thí nghiệm này đi. Vâng, để cho mọi người hiểu ấy. Thì là cái thí nghiệm thứ nhất, cái gì ạ? Cái thí nghiệm thứ nhất thì là muốn chứng tỏ rằng là cái tinh chất nước ép cần tây này nó đào thải độc tố rất là tốt. Đấy, thì từ cái gạo lúc đầu mà bị nhiễm độc tố đấy, hoặc là cơ thể mình nhiễm độc tố đấy, thì là khi uống cái này vào mà nó đào thải độc tố ra và gạo trở về trắng ban đầu, thì muốn nói rằng là cái tinh chất FMT đào thải độc tố rất tốt. Thế còn cái thí nghiệm của cháu này này, thì muốn nói rằng là cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ này, nó khi mình uống vào trong cơ thể nó đánh tan các cái sơ vữa động mạch đấy, cái sơ đấy, cái chất sơ mà nó tạo là nó làm cho cái đường máu của mình bị tắc nghẽn, không lưu thông lên được đấy, thì nó đánh tan những cái mảng sơ vữa là một, nó đánh tan những cái máu cục là hai, và nó đánh tan những cái mỡ cục là ba. Và những cái mỡ cục, máu cục và những cái sơ vữa đấy chính là cái nguyên nhân mà làm cho máu của mình không lưu thông lên được. Và không lưu thông lên được như vậy thì nó làm cho huyết áp của mình tăng lên, và khi tăng lên như vậy thì nó sẽ gây ra tai biến và đột quỵ đấy, rất là nguy hiểm. Và hiện nay là cái bệnh đột quỵ nó đã trẻ hóa, tức là trẻ con cũng bị, và cái từ cái tầm 40 tuổi trở lên là bị rất là nhiều. Và không, cũng chẳng nói đâu xa, ngay trong xã mình đấy, tôi chỉ vừa biết rồi mấy trường hợp, rất là nhiều trường hợp bị tai biến. Và trẻ nhất ví dụ như là cháu không nhà em, con nhà chị Thanh này, trẻ hóa rất là đáng tiếc. Và cái nguyên nhân của cháu cũng là do là cháu máu cháu bị bệnh, cháu không thanh lọc cơ thể, máu cháu bị bệnh, và dẫn đến là cái máu từ tim lên não cháu là kém đấy, từ tim cái bệnh này của cháu là tim lên máu kém, thế cho nên là cháu bị tai biến. Con là gọi cô bằng gì ruột thì cháu bị tai biến rất là đáng tiếc, không làm sao được. Giá như cháu uống những cái sản phẩm như thế này để cháu đào thải độc tố ra và làm cho máu cháu sạch thì có khi là cháu sẽ không bị đấy. Đây là em chia sẻ là nhà tan hết mỡ, chia sẻ từ tâm em luôn, từ trái tim em luôn ạ. Và em trải nghiệm sản phẩm như thế nào, tất cả các cháu này nó trải nghiệm sản phẩm và nó đã có những cái kết quả cực kỳ tốt cho sức khỏe, cho nên là cực kỳ như vậy mà các cháu nó đã tham gia kinh doanh cái sản phẩm cần tây và các sản phẩm này để làm sao để giúp mọi người cũng giống như mình, cũng được như mình gặp được một cái sản phẩm tốt như thế này để cải thiện sức khỏe của mình, để khỏi được những cái bệnh mà người ta đau đớn bao nhiêu năm nay mà người ta khỏi được giống như mình. Thì chúng em thực sự cảm thấy cô cháu chị em thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì là mà cách bảo vệ sức khỏe là tốt nhất là các chị nên phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là chị đến tổng bệnh viện các bây giờ các chị có tiền, mất tiền triệu rồi, trong khi các chị chỉ mất vài trăm cái này thôi, các chị không phải đau đớn, không phải mang bệnh vào người và không phải
lên bệnh viện không phải mua cái giường bệnh rất là đắt tiền. Thì cái này thì cô cháu thì em chia sẻ rất là thật, rất là từ cái tâm, từ trái tim của chúng em. Thì cái hàng này thực sự là sản phẩm tốt rồi, sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm rất là tốt, do hai vợ chồng bác sĩ Diệu Hằng rất là giàu hạnh và nghiên cứu bao năm và đã sản xuất ra những cái sản phẩm này dành cho người Việt. Thì các chị cứ hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đây là bộ đôi của sản phẩm uống bên trong này. Nên cái này thì nó có thể tống những, nó tìm những cái bệnh của mình, cái tắc nghẽn ở bên trong, bên sâu mà dao kéo không thể nào làm được, không thể phẫu thuật được, thì cái này nó sẽ làm thông tất cả những cái phần máu cục, máu hòn đấy, và những cái thì tắc. Còn cái này nó đào thải, nó tống ra bên ngoài, uống để mình tống ra ngoài. Còn cái xương khớp bôi bên ngoài, cái này nó giúp xương khớp của mình rất là tốt. Về trong thành phần này có collagen để nó giữ cho mình, nó làm chắc những phần cơ, phần xương của mình và móng và tóc của mình rất là tốt. Và cái này thì bôi bên ngoài thôi. Đây là bộ bao của sản phẩm rất là tuyệt vời, nếu gia đình nên có ở trong nhà lúc nào phòng, nhất là cháu ấy dở dời cái đau đầu, đau đầu này hoặc là đau chân tay, mình xoa vào đấy.